Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thường Anh Chị Channel. Khiến Azawin sống dở chết dở, Goisan tiết lộ điều luật hôn nhân không dùng bạo lực. Goisan răn đe và tiếp tục đả kích Azawin bằng một bản điều luật từ lúc cặp đôi kết hôn với nhau. Tối cùng ngày, mỹ nhân 34 tuổi tiếp tục gây xôn xao dư luận với một bài viết về cuộc sống hôn nhân của mình. Trong đó, Goisan chia sẻ ảnh chụp những tờ ghi chú với chữ ký có bàn tay của cô cùng Azawin kèm theo chú thích: "Hãy là một con người." Được biết nội dung tờ ghi chú tiết lộ các điều luật trong hôn nhân, Goisan và Azawin đã thương lượng với nhau để có một cuộc sống hòa thuận, kết thúc các điều luật và chữ ký của cả hai. Sau khi tuyên bố rút khỏi làng giải trí Hàn Quốc, vào chiều ngày 3 tháng 9, Goisan đã tiết lộ lý do không thể ly hôn với Azawin thông qua mạng xã hội Instagram với nội dung như sau: "Anh do chú mèo đã dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn và đã trở thành thú cưng của tôi. Anh ta Azawin không cho ăn đúng cách hoặc dọn dẹp chúng một lần sau khi mèo đi vệ sinh. Nhưng khi tuyên bố ly hôn, anh ta đòi quyền lấy lại An Do, vì vậy chúng tôi không thể ly hôn." Những điều Azawin cần lưu ý có 12 mục được liệt kê anh không nên coi thường cuộc sống hôn nhân của mình. Điều thứ nhất, chỉ uống đến 11 giờ nếu ở ngoài đường. Điều thứ hai, đừng uống rượu đến mức mất ý thức. Điều thứ ba, đừng bướng bỉnh. Thứ tư, đừng làm tổn thương gây hại cho người khác. Thứ năm, để quần áo đúng nơi quy định khi cởi bỏ chúng ra. Thứ sáu, dọn dẹp thức ăn và bát đĩa khi ăn uống. Đừng chất đống chúng trong bồn rửa. Thứ bảy, để quần áo dơ trong phòng giặt. Thứ tám, ngay cả khi cảm thấy vui khi say rượu, cũng chớ la hét, tát hoặc sử dụng các hình thức bạo lực khác nhau. Về nhà lúc nửa đêm, 12 giờ, trên 12 giờ trừ khi quay phim. Điều thứ 10, dọn dẹp vệ sinh cho mèo con 7 ngày một lần. Điều thứ 11, hãy cẩn thận những gì mình nói. Điều thứ 12, bỏ giày ra ngoài khi vào nhà. Goisan và Azawin kết hôn năm 2016, tuy nhiên chuyện tình đẹp như mơ bắt đầu đổ vỡ, cho thấy những mâu thuẫn sau khi tiết lộ chuyện ly hôn. Công ty quản lý của hai ngôi sao cho biết hai người đã đồng ý ly hôn khi tham khảo ý kiến. Thế nhưng Goisan đã khẳng định rằng cô ấy không hề chấp thuận việc ly hôn. Ngoài ra, Azawin cũng tiết lộ trên Instagram vào tháng trước rằng anh ấy sẵn sàng ly hôn, quyết định này không thay đổi, và phơi bày mối quan hệ bất hòa với vợ.